thế. Em giỏi thế. Thank you.
mẹ. Vâng. Mẹ ơi, uống con. Mẹ ơi, chuẩn chuẩn nha. Vâng. Chuẩn chuẩn đâu. Chuẩn chuẩn đâu. Chuẩn nha. Vâng. Chuẩn chuẩn nha. Mẹ ơi, chuẩn đâu. Chuẩn ốc đâu. Mẹ không biết con chuẩn ở đâu thì con lấy ra. Đâu rồi? Con để ở đâu? Ôi. Mẹ ơi, ơi trên ốc không? Tao muốn ước trên ốc này. Biết con nữa. Mẹ ơi, ơi trên ốc này. Vâng. Chào chào. Cho mẹ, mẹ đi quái ở trên kia. Cuốc đâu con? Thank you.
Ngồi xuống đi, ngồi xuống để mẹ nấu cho con ăn nào, ngồi. Ngồi đây. Đấy nhá. Vâng chứ. Vâng chứ. Đói chưa? Đói bụng chưa? Đói rồi. Ai đúi, đói bụng rồi á. Mẹ ơi, chờ cho em. Ờ, đây mẹ đó, mẹ vác cái này đi ạ. Đây. Ơ, con không ăn à? Ừ. Con ăn đi. Không. Ừ. Đồn đồn nào. Ngon không? Ăn hết đi. Thank you.
Đấy, cho được rồi. Cho bà gùi đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. À, quả này không lên đâu. Được rồi, đi. Cho vào gùi của mẹ đi các này. Mẹ ơi, mẹ. Em có ăn không? Em có ăn. Mẹ ơi này. Trời ơi. Ngon rồi. Ừ. Khoan đi, mẹ ăn của mẹ. Ngon không? Quả này chưa chín đâu, đi tìm quả khác đi. Quả này chưa chín. Đấy, đẹp thật đấy. Để vào gùi cho mẹ đi. Này, con cho vào gùi con đi. Cho vào gùi con đi. Đi âm bờ nè. Ui, ra ngoài rồi. Trở lại, trở lại. Ui, màu rồi. Được rồi, đi hái tiếp đi. Ui, màu rồi.
Rồi, đi thôi. Đây này em ơi. Cho vào vùi mẹ nặng lắm này. Cho vào vùi mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ cho. Con cầm hộ mẹ mẹ tắt tiếp nào. Có gùi đâu. Gùi để ở kia, con mang đi cất ở gùi đi này. Đây đó, cầm hộ mẹ nhé. Ôi, mẹ hả? Ừ. Cầm vuốt thật thế rồi đấy. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi cây rồi. Rồi. Con mang đi cắt đi. Cắt được thành chưa kìa. Chị ơi à? Sao rồi? Chị ơi. Chị ơi. Đây. Có được hình chưa kìa? Chị ơi à? Yeah.
ngon không? Em đấm á? Sao mà em đấm nổi? Anh cho mình đi về không? Thank you.
Thank you.
chết rồi. Không thấy thở. Chắc là chết rồi. Tay cứng hết rồi. Không thở rồi. Cái này chắc là chết rồi, không cứu được rồi. Tay cứng hết rồi. Rồi. Tỉnh lại đi. Rồi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Cái này còn thấy nước ra được, chắc là không, không sao. Không chết được. Ra nước rồi. Chắc không chết đâu. Em ơi tỉnh đi. Trời ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh đi em ơi. Úi dồi ôi, sợ quá. Em ơi, tỉnh đi. Ra hết nước rồi sao? Chắc không chết được đâu. Cái này chắc không chết đâu. Cho dậy đi. Rửa. Còn có mấy. Thank you.
Có gì rồi, ghét trên tay rồi, nhà ta chết rồi. Mẹ, vâng.
Đi chân ở đâu ít cô nhỉ? Rồi chị này bị lõm đầu rồi. Cái này phát hiện chị này rơi xuống nước lâu chưa chị ơi? Thế ở dưới suối nó đang trôi xuống, chẳng biết là trôi từ đâu xuống đến. Cái này chắc là người bị hại rồi, đầu thấy bị lõm một bên này. Biết người đánh là tự ngã. Thì cô giúp thuốc này đi, thuốc truyền này đi, không vào rồi thì giúp đi cô ạ. Lúc chị đưa chị này đến đây, chị này còn có còn tỉnh không? Hay là bị hôn mê này rồi? Đấy, bất tỉnh. Đấy, trôi theo suối, chẳng biết là ta ai để đánh. Mỗi một mình chị này thôi ạ? Mỗi một mình thôi, chẳng có ai đâu. Bám rồi. Chị này không còn hy vọng rồi. Chắc là chết rồi. Còn hy vọng. Chị có biết người nhà của chị này không? Không biết, thấy tôi đi theo suối chả biết là người nhà ở đâu. Cái này là có người đập này, có người ta đập vào đây này, bị lõm người bằng một bên rồi, cổ thì bị bóp. Cô ra ngoài này, với lại chị ra ngoài thì cháu chụp ngoài đi này. Chị này cũng có hy vọng mà. Không biết người nhà ở đâu, cũng không biết chị này có người nhà không. Ra đây em nhờ tí. Chị bố em đi vào đời hai này. Thank you.
Bác sau là hôm nay muốn chuẩn bị côn trùng ra không? Vâng. Chị này không qua khỏi được luôn. Thôi, hết giờ trùng rồi, thế này cô cứ đi về đi. Lát nữa cháu các mọi người đưa chị này đi vào cái xác nhé. Có khả năng tí chị này phải để xa một tí, không ở gần quá ảnh hưởng. Cứ để xa xa tí thì tận bên kia.
thận nhá, cẩn thận nhá. Cẩn nhá. Cẩn thận nhé. Đường chân dốc nguy hiểm quá. Để che đi trước đi, xong là à, tính tiếp. Giờ không biết làm nào đây. Hay là cuốn cái chăn này vào xong là khiêng đi. Ướt hết rồi. Ướt cũng được. Giờ phải biết làm nào. Này. Rơi xuống nước này tôi cũng chịu thôi. Hết rồi. Rồi. Mau chị đi nghỉ đi. À rồi. Tôi mệt quá. Cô bắt cái chân này cho nó thôi. Bắt.
anh giải thích tiếng đi. Lật. Ôi. Ôi giời ơi. Trời ơi, chết này, không ăn nghỉ này, tôm tôi cũng chịu thôi. Ướt hết rồi. Rồi, hồi nhau lấy cái xe lên nào cô ơi, cô để chiếu đây đi. Rồi, hồi cháu đẩy lên đây nhá. Nào, hai, ba. Hai, ba. Nào, hai, ba. Cái hộ nhau khiêng đi vào lại đi. Chết thôi. Lấy cái ví chăn. Ví chăn cho vào. Đây để vào đây, để vào đây. Rồi. Khiêng vào lại đi. Đi cẩn thận nhá. Nào, hai. Hai ba. Lấy cái này hộ chị này gối đó. Lấy cái chăn đấy. Chăn gối. Ra đi thanh thản nhá. Được rồi, đi đi. Khổ quá. Sắp chết rồi.
khả năng là đào chứa này cô ạ. Cái đào xung xung quanh bằng con ấy. Đó là chỉ ở đây. Thank you.